Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 30 của bộ truyện Già Thiên. Tập này được mang tên là Đùa Giỡn. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong vòng mấy ngày kế tiếp, rất nhiều đệ tử của 108 ngọn chủ phong tiến tới đây. Hiện tại bên trong Thái Huyền Môn có đồn đại, Lý Nhược Ngu đã lĩnh ngộ được đại đạo tự nhiên, trong tương lai có thể so sánh với thượng cổ đại năng. Đi theo một sư phụ như vậy thì thành tựu rất khó có thể dự đoán trước được. Trong 108 ngọn chủ phong thì có rất nhiều phong chủ tự mình đón tiếp Lý Nhược Ngu. Đương nhiên có thể xác định được điều gì đó, không có lửa thì làm sao có khói. Diệp hàm không thể nào nghĩ được Chuyết phong hoang vắng cô quạnh mà hôm nay lại náo nhiệt như vậy không khỏi khiến cho người ta cảm thán trong thế giới tu luyện thì mạnh hơn thế giới phàm tục rất nhiều lần cơ tử nguyệt thì rầu rĩ không vui lão nhân lý Nhật ngu từng trực tiếp hỏi nàng rằng xem nàng có phải là đệ tử cơ gia hay không nàng không có cách nào không thể thừa nhận lão nhân cũng rất thẳng thắn sau khi nàng thừa nhận thì nói luôn rằng không thể truyền cho nàng vô thượng bí pháp kia được Tiểu thử nè, ngươi không học được bí pháp kia sao? Ta không tin. Cư tử Nguyệt đôi mắt to liếc xéo Diệp Phàm trong bộ dáng rất tươi cười ngọt ngào, rất là câu hùng đoạt phách, nói Ngày đó khi truyền thừa trước phong mở ra, ngươi cũng ở trên núi, sao không có chút lĩnh ngộ nào được chứ? <laughs> Ta học được một chút đại đạo tự nhiên thôi. Diệp Phạm hăng hắc nở nụ cười rồi nói Người có thể mang hư không cũ kính tới trao đổi Thích ăn đòn sao? Cơ tử Nguyệt nhăn cái mũi ngọc tinh xảo bắt đầu mài răng. Nàng đang nhớ lại chuyện mình bị Diệp Hàm bắt làm tù binh trước đây. Thôi quên đi, ta trực tiếp dạy ngươi là được rồi. Diệp Hàm bắt đầu nói về đại đạo tự nhiên bởi hắn không thể dạy nàng bí thuật kia được. Lý Nhược Ngu lão nhân từng trịnh trọng nói với hắn như vậy. Sau khi bị nhận ra thân phận, cơ tử Nguyệt trông giống như là một tiểu tinh linh tinh nghịch, giống như là một con mèo mướp ngọt ngào, phong tư tuyệt thế, sau khi Thái Huyền Môn biết được thân phận của nàng, đương nhiên là phải cực lực bảo hộ, không thể để xảy ra bất ngờ được, bởi nàng cũng sợ cơ bích nguyệt giết tới đây. Rất nhanh trên tuyết phong đã có thêm ba mươi mấy tên đệ tử, đều là do các trưởng lão đưa tới, cho nên Lý Nhật Ngu không tiện từ chối. Cơ tử nguyệt rất là không cao hứng, nàng đi đâu cũng có một số người vây quanh nàng, rồi thì đi hai bên, làm cho nàng chịu không nổi phiền phức. Nàng biết sau khi thân phận bị tiết lộ thì những người này sẽ bám dính lấy mình để tận dụng quan hệ với cơ gia. Đến nước này, Diệp Hàm chỉ còn cách trốn tránh nàng, nghiên cứu đạo kinh, tu luyện vô thượng bí thuật. Cơ tử Nguyệt sức buồn bực, có cảm giác tên gia hỏa này đang trốn tránh nàng, còn ác hơn so với những người đi bên trái bên phải của nàng nữa. Tiểu hài tử, người dám lận trốn ta! Cơ tử Nguyệt mài răng nanh nhỏ uy hiếp, chuẩn bị đem Diệp Hàm ra làm bia đỡ đạn. Diệp Hàm đương nhiên biết rõ, hắn phải biến mất bởi không muốn bị những đệ tử khác căm thù. Bây giờ hắn đã có ý muốn rời đi, hắn muốn đi tìm kiếm vực môn của Thái Huyền Môn, xem có thể dùng nơi này để vượt qua hư không được hay không. Diệp hàm lại một lần nữa rời xa trước phong, tại Thái Huyền Môn bên trong xoay chuyển hơn nửa ngày. Trên đường đi qua rất nhiều ngọn núi chính, cũng không có tìm được cái gọi là đích vực môn, không biết ở phương nào. Ngược lại, hắn cũng qua một số đệ tử mà biết được nếu có cống hiến cho môn phái hoặc là đủ số lượng nguyên thì có thể sử dụng vượt môn vượt qua hư không trên đường trở về trước phong hắn bị cơ tử nguyệt phát hiện chặn đường đi của hắn lại tiểu mau hai mấy ngày nay người xuất quỷ nhập thần có phải muốn bỏ trốn hay không vậy cơ tử nguyệt rất là tinh linh nàng vô cùng nhạy cảm hỏi chẳng lẽ nói người chiếm được châu thượng bí thuật đang muốn giấu chiếm ta cho nên muốn chạy trốn hả Chuyện này không hề có rồi nha. Diệp Hàm vội vàng phủ nhận. Nếu mà ngươi dám đầu tẩu, ta sẽ nói tất cả những bí mật của ngươi cho người khác biết. Nói thí dụ như yêu đế thánh tâm, dạng vật mẫu khí, khối lục đồng thần bí kia. Cư tử Nguyệt cười rất ngọt, đôi mắt to công thành hình trăng lưỡi liềm, lúm đồng tiền nhỏ hiện ra, vừa đẹp lại vừa sinh động. Dừng lại! Diệp Hàm vội vàng ngăn cản độc kế của nàng lại, nếu như mà bị người khác nghe được thì quá thực rất to chuyện, Vậy thì chúng ta đi dạo một vòng đi. Cơ tử Nguyệt buồn bực ngán ngẩm, nàng bị mấy tên đệ tử trẻ tuổi của Chuyết Phong dây dưa phát sợ cho nên phải trúng tận ra đây. Được thôi, đi dạo một vòng cũng được. Diệp Hàm cùng cơ tử Nguyệt đi xuyên qua rất nhiều ngọn núi, xuyên qua vô số dãy núi tươi đẹp, trong lúc vô tình đi tới tinh phong. Đúng lúc này, một bóng người quen thuộc hiện lên trong mắt của Diệp Phàm Lý Tiểu Mạng, Bạch Y tung bay, mái tóc đen suôn dài như thác nước dung nhàn thanh lệ vóc người yêu kiều thước tha có thể nói không nhiễm bụi trần suốt trần thoát tục nàng cùng mấy đệ tử tinh phong đang đi tới nơi này song phương vừa vặn gặp nhau diệp hàm cùng lý tiểu mạng đương nhiên đều trông thấy đối phương không nghĩ lại có thể gặp mặt ở chỗ này bên cạnh cơ tử nguyệt nhất thời nhìn thấu sự dị thường nói nhỏ giọng vào tay của dịp hàm người quen hả ừ diệp hàm gật đầu có phải là cựu nhân hay không nếu phải ta giúp ngươi thu thập nàng cơ tử nguyệt cười nhìn về phía trước nàng đã từng đi qua tinh phong nhưng mà nơi đó đệ tử đông đảo có môn nhân vô số không phải ai cũng có thể gặp mặt không phải cựu nhân ngươi đừng có làm sằng làm bậy đó Diệp Phạm vội vàng ngăn cản, hắn không muốn sinh ra sự cố. Lý Tiểu Mạng hôm nay là tu sĩ có cảnh giới mệnh tuyền, đương nhiên có thể nghe tới chuyện ở bên này. Cơ tử Nguyệt cầm tay Diệp Hàm uyển chuyển đi về phía trước rồi nói Vậy tỷ tỷ này xưng hô thế nào vậy? Mấy người đối diện luôn chú ý tới Diệp Hàm và cơ tử Nguyệt Nhất là cơ tử Nguyệt linh động vô cùng Có thể xưng tụng là tuyệt mỹ Giống như là một tinh linh luôn thu hút sự chú ý của mọi người Trên núi cao yên tĩnh, mây nhỏ vần núi Dây leo cuốn cây xanh, nước chảy róc rách Chảy qua đá cuội, vòng qua cổ mộc Cá trong suối không chút nào hoảng sợ Lúc đầu Lý Tiểu Mạng khẽ nhíu mày ngày nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Gián Ngọc xinh đẹp đứng ở phía trước nhìn về phía cơ tử nguyệt. Ở bên cạnh, mấy tên đệ tử tinh phong cũng đồng thời đánh giá cơ tử nguyệt và dịp hàm. Trong lúc nhất thời không biết lai lịch của hai người này ra làm sao. Cơ tử nguyệt tập hợp sự thanh tú của đất trời. Gián ngọc yêu kiều thước tha. Dù không muốn để cho người khác chú ý cũng không được. Tất cả nam đệ tử đều nhìn về phía của nàng. Nàng tráng cao mày ngài, thần thái tự tin, một thân áo tím theo gió pháp phới, linh động mà lại cao sang, nghiêng đầu nhìn về phía Lý Tiểu Mạng, khuôn mặt nở nụ cười linh động. Lý Tiểu Mạng thì rất bình tĩnh, không có mở miệng đáp lại, bên trong đôi mắt đẹp không có chút rung động nào, đối diện với cơ tử nguyệt trên mặt chẳng nhìn ra động tĩnh gì cả. Tí tí, tại sao lại không nói chuyện vậy? Cư tử Nguyệt cười khẽ, vươn một cái cánh tay ngọc tinh tế quơ quơ trước mặt của Lý Tiểu Mạng, thuận thế vuốt gò má của lý tiểu mạng một chút giống như thiếu niên đùa giỡn thiếu nữ nói "cha đúng là có vài phần thư sắc ta nhìn còn thấy yêu nữa mà lý tiểu mạng là ai cơ chứ nàng đến bến bờ tinh không này quan niệm tư tưởng rất giống với nữ tử ở thế giới này đương nhiên sẽ không bị dọa chỉ tỏ ra vẻ kinh dị mà thôi nói tiểu mùi mùi ngươi có chuyện gì không vậy có việc chứ, mỗi năm nay tuổi mới 17, đoan trang tú lệ, chưa lập gia đình. Cơ tử nguyệt tinh thần phấn chấn, khẽ cười duyên. Vương bàn tay nhỏ bé đỡ lấy cầm của Lý Tiểu Mạng rồi nói. Hôm nay gặp được gia nhân, nhìn lần đầu đã thấy yêu, gặp lần thứ hai thì dân trọn trái tim, gặp lần thứ ba thì muốn giữ trọn, không còn mong ước gì khác. Mỹ nữ đùa dẫn mỹ nữ, làm cho người ta thích thú, làm cho mấy tên địa tử tinh phong thiết hận. Tại sao mình không thể thay thế vị trí của một nàng cơ chứ? bị người khác nâng cầm lý tiểu mạng cũng không nhịn được nữa mà khẽ nhíu mày nhẹ nhàng bước liên tục nhanh chóng tránh về phía sau tỷ tỷ không cần phải lo lắng kỳ thực ta là nam nhân là một công tử tao nhã là một mỹ thiếu niên mặt ngọc hoàn toàn có thể cưới tỷ được cơ tử nguyệt cười khẽ nói theo diệp hàm thấy như vậy vội vã tiến lên đem cơ tử nguyệt lôi lại tiểu nhà đầu này rất là tinh linh cổ quái ngay cả hắn mà còn bị cắn cho suýt chết nữa nếu thực sự nàng cuốn lấy Lý Tiểu Mạng thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Ta đang giúp ngươi đó. Cơ tử Nguyệt sức bất mãn, thổi một hơi vào bên tai của Diệp Phàm đồng thời nàng cũng nghiến răng kẹn két. Nhưng mà trong mắt của người khác đúng là có chút ám muội Ở bên cạnh có một tên nam đệ tử của Tinh Phong hỏi một cách rất tự nhiên. Không biết hai vị là đệ tử của ngọn chủ phong nào vậy? Mặc dù là hỏi hai người, nhưng mà gã chỉ nhìn về phía cơ tử Nguyệt mà thôi, Vị tiểu sư muội này trời sinh quyến rũ, giống như hoa sen mới hé nở vậy, lại như hoa lan trong cốc vắng, ta nghĩ chắc chắn là đệ tử của tinh phong rồi. Một đệ tử khác của tinh phong nói xen vào. Cơ tử Nguyệt không thèm để ý đến, dùng đôi mắt to liếc xéo lý tiểu mạng. Nhưng mà Diệp Phạm căn bản không cho nàng cơ hội tiến lên, dùng sức kéo nàng quay trở về phía sau. Hắn không muốn làm cho Lý Tiểu Mạng hiểu lầm cái gì, nếu như quá khứ đã kết thúc thì không cần thiết phải sinh sự thêm làm gì. Hắn tiến lên một bước, đối mặt với Lý Tiểu Mạng rồi nói Không nghĩ tới chúng ta có thể gặp mặt ở Thái Huyền Môn Hơn một năm không gặp rồi, không biết ngươi có khỏe không vậy? Rất tốt Lý Tiểu Mạng thu hồi ánh mắt ở trên người cơ tử Nguyệt Nhìn về phía Diệp Hàm rồi nói Đúng thật là rất bất ngờ Không nghĩ chúng ta lại gặp nhau ở Thái Huyền Môn Ta nhìn ngươi có chút quen mắt ha Một tên đệ tử tinh phong nhìn chầm chầm vào Diệp Hàm Đột nhiên kêu lên là ngươi hóa ra là cái tên khốn ở trước phong Nè 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 Ngươi nói cái gì vậy Cư tử Nguyệt bức mãn lườm gã một cái Nghĩ sư mũi này không nên tức giận Chứ nên trách tội ta Người này có ân oán rất lớn với tinh phong chúng ta Xin ngươi không nên nhúng tay vào Mấy tên đệ tử tinh phong lập tức xông tới Diệp Hàm vẫn không nhúc nhích Nhìn về phía Lý Tiểu Mạng Mấy vị sư huynh sao lại như vậy Lý Tiểu Mạng mở miệng đây chính là cái tên gia hỏa ở Chúy Phong Hắn đã đánh bị thương rất nhiều đệ tử tinh phong của chúng ta Giữa chúng ta có ân oán rất là lớn Hắn dựa vào trọng bảo của Chúy Phong Nhiều lần đã thương đệ tử tinh phong Hôm nay chúng ta cần một lời giải thích Diệp Hàm không nói gì Chỉ lặng lặng mà nhìn bọn họ Cư tử Nguyệt mắt to xoay chuyển mấy lần Nhưng lại không mở miệng Quét nhìn về phía Lý Tiểu Mạn Xem nàng giải quyết ra làm sao Chuyện này ta cũng có nghe nói Lý Tiểu Mạn hơi nhíu mày Sau đó nhìn về phía dịp Hàm rồi nói người đã thương rất nhiều đệ tử tinh phong xác thực là không đúng mà ở chỗ này nói lời xin lỗi mấy vị sư huynh này đi sau đó trở về chuyết phong đi nói xong nàng lại nhìn về phía mấy người kia nói các vị sư huynh các người cảm thấy như vậy có được không mấy người đều không muốn làm mất mặt của lý tiểu mạng nhưng cũng không muốn cứ như vậy mà buông tha cho diệp hàm nói sao lại có thể buông tha cho hắn dễ dàng như vậy chứ chúng ta muốn có một lời giải thích rõ ràng Cơ tử Nguyệt thì cười hì hì mà vỗ tay, nàng đang muốn thiên hạ càng loạn càng tốt Diệp Hàm xoay người nhìn bọn họ vài lần rồi nói Ta đã thương những người kia ở chỗ nào? Đương nhiên là tại Chuyết Phong rồi Chuyết Phong là một ngọn chủ phong Bọn họ vô cớ tự ý xông vào Bị trách phạt thì còn oán ai được chứ Diệp Hàm nhìn bọn họ vài lần Không nói thêm cái gì nữa Lý sư mũi nè Không phải chúng ta không nể mặt mũi nha Nhưng mũi cũng thấy rồi đó Hắn cuồng ngạo như vậy trước thì đã thương đệ tử tinh phong của chúng ta giờ lại không chịu cúi đầu nhận lỗi vậy thì không thể trách chúng ta được rồi <cười> Mắc cười thiệt Di phạm cười nhạo nói ngay cả là thế giới phàm tục tùy ý xông vào nhà dân cũng là tội lớn nữa chứ đừng nói gì tới thế giới tu sĩ xông vào một ngọn chủ phong là một trọng địa truyền thừa sau khi bị đuổi ra ngoài lại còn định nói lý hay sao nếu ngày đó ta mà hạ sát thủ thì phong chủ của các ngươi cũng chẳng dám nói gì đâu thật cuồng giống Mấy tên đệ tử tinh phong cười lạnh nhưng không ai dám lên trước. Một người trong bọn chúng nhanh chóng thối lui. Bọn họ sợ trên người Diệp Hàm có cổ bảo chuyết phong. Không những không tóm được người mà lại còn bị bắt ngược lại nữa. Như vậy lại dẫm vào vết xe đổ của những người đi trước. Điều này làm cho bọn chúng rất kiên kỵ. Không cần biết như thế nào, người đã thương người là không đúng rồi. Mau nhận lỗi với mấy vị sư huynh ở đây đi. Lý Tiểu Mạng lên tiếng nói như vậy. Người nói như vậy là có ý gì? Diệp Hàm ngẩng đầu lên, nói Ta đâu có làm gì sai Thì làm sao phải nhận lỗi chứ Ngươi Lý Tiểu Mạng sắc mặt hơi biến đổi Nói Ta là đang giúp ngươi mà <laughs> Chỉ là một con kiến đang bò trên đầu ta Ta thổi nó đi là được rồi Cần gì ngươi giúp chứ Diệp Phạm xoay người Nhìn mấy tên đệ tử tinh phong rồi nói Diệp Phạm Ngươi thật sự quá cuồng giọng rồi Lý Tiểu Mạng trầm giọng nói Ta làm như vậy là đang giúp ngươi Nhưng ngươi, ta biết người thiên phú dị bẩm, thể chất không giống người bình thường, nhưng mà tinh phong cao thủ rất đông đảo. Cơ tử Nguyệt thì cười ha hả rồi vỗ tay. Nửa tháng trước, Diệp phàm đã từng chỉnh qua một số đệ tử tinh phong. Hôm nay trước phong cuộc khởi, cô Lý Nhật Ngu là một nhân vật cường đại trấn áp. Diệp phàm đương nhiên sẽ không có kiên kỵ gì cả. Cũng chỉ là mấy tu sĩ mệnh tuyền cảnh giới mà thôi, tùy tiện cũng có thể búng bay đi. Các người chạy được bao xa thì chạy đi, đừng có cản đường của ta, Diệp hàm nhìn mấy người vây quanh hắn, nói Hôm nay ngươi còn muốn đi hả? Không thể nào! Những người kia tuy rằng nói như vậy nhưng cũng không dám tiến lên Bọn họ rất sợ đối phương lấy ra cổ bảo thu thập bọn họ Những lời này chỉ là để kéo dài thời gian mà thôi Còn thực sự là để mời cao thủ chân chính tới đây Diệp Hàm không thèm để ý bọn họ trực tiếp xoay người đi về phía trước phong Hắn muốn rời khỏi nơi này Những người chắn đường hắn thì đột nhiên lùi lại Không ai dám cản đường hắn cả <laughs> Vừa muốn ngăn cản ta Lại e sợ ta như vậy Vậy thì đừng có mạnh miệng như vậy làm gì Đúng vậy đó, thật là không có ý tứ mà Dũng tưởng các ngươi sẽ đánh nhau một hồi Nhưng lại bị dọa thành ra như vậy rồi Cư tử Nguyệt biểu môi Bất mãn nói thầm Tranh người của ngươi nếu như không có cổ bảo Thì đã bị đánh một trận rồi Đúng vậy, lúc đó có thể cùng chúng ta Đường đường chính chính đánh một trận Mấy tên đệ tử tinh phong đỏ mặt tí tay Vô cùng không cam lòng lớn tiếng quát <laughs> Chỉ bằng những con tôm tép nhỏ bé như các ngươi Thì ta đâu cần phải dùng cổ bảo chứ Tất cả các ngươi đều có thể xông lên Chỉ hai nắm đấm của ta cũng có thể đánh cho các ngươi bay lên mây rồi Diệp Phạm tiếp tục tiến nhanh về phía trước Nếu như ngươi không có dùng tới cổ bảo Tại chứ ngươi đánh một trận Một tên tu sĩ tiến lên Ta chẳng có cổ bảo gì cả Nếu không sợ đứt gân gãy xương Thì tất cả các ngươi đều có thể tới đây Diệp Phạm cười lạnh yeah. Có mấy người lấy ra vũ khí, một lưỡi huyết đao hóa thành một chuỗi tinh quang chém tới Diệp Hàm, đây là một đòn rất mạnh của tu sĩ Mệnh Tuyền, vô cùng chói mắt. Diệp Hàm không chút nào để ý, cánh tay vung lên, nhẹ nhàng búng một ngón tay. Khi ngón tay màu vàng chạm vào lưỡi huyết đao, cây đao lập tức vỡ vụng, răng rắc. Vũ khí do tu sĩ cảnh giới Mệnh Tuyền tế luyện ra, vậy mà lại bị một ngón tay búng vỡ, chẳng dùng được một đòn nào. Tất cả ở đây mọi người đều thức kinh. Lý Tiểu Mạng sắc mặt tỏ ra khác thường, nàng biết thể chất của Diệp Hàm vượt xa người thường, nhưng mà không nghĩ đến lại cường hãn đến như vậy. Chỉ bằng các ngươi cũng dám to mồm muốn ngăn cản ta hả? Diệp Hàm nếu đã xuất thủ thì không thể nào dừng lại như vậy. Tại chỗ cũ có một bóng tàn ảnh lưu lại, còn thân thể thì đã bay ra xung quanh. Những người kia đều lấy vũ khí ra, cố sức xuất thủ, công giết Diệp Hàm. Hào quang lấp lánh làm cho cây cỏ điêu linh, núi đá tan vỡ, Thế nhưng chuyện đáng sợ đã xảy ra, chỉ trong nháy mắt tất cả các loại vũ khí đều nát bấy. Mới chỉ có mấy chiều qua đi mà những người kia đã lăn đùng ra đất, miệng phun máu tươi, không thể nào dậy được nữa. Diệp hàm không thèm để ý những người này, một cước một người, toàn bộ đá bay mấy người này. Hắn cũng không nhìn Lý Tiểu Mạng mà nhanh chân đi về hướng Chuyết Phong. Cơ tử Nguyệt cười hì hì, theo ở phía sau. Chạy đi đâu? Đã thương đệ tử tinh phong của ta, lại muốn trời đi như vậy sao? Ở trên bầu trời xa xa, có ánh hào quang hiện lên, có mấy bốn người đang bay tới. Một tên Bạch Y Nam Tử dẫn đầu, trông rất là oai hùng. Ở bên cạnh có khoảng năm sáu người, xem ra cũng bức phàm. sự Huỳnh! Những người bị đá bay bắt đầu tập trung vào một chỗ, trên mặt đều có vẻ xấu hổ. Bạch Y Nam Tử kia tu di rất bức phàm. Cư tử Nguyệt nói nhỏ vào tay của dịp phàm. Bạch y nam tử kia không tiến lên, người vừa mới gạo thét cũng không phải là gã. Bên cạnh gã có một người đi ra, ánh mắt hung ác, nhìn vào Diệp hàm rồi nói. Người có dám cùng ta đánh một trận hay không? <laughs> người đang khiêu chiến một tiểu tu sĩ mới nhập môn như ta đó hả? Diệp hàm cười, nói. Ta cũng không làm khó ngươi, cũng không lấy thần lực của tu sĩ thần kiều đến phong dọa ngươi. Ta cho ngươi một cơ hội, đó là ta chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể đấu với người ba trưởng. Nếu người tiếp được thì chuyện này coi như bỏ qua. Nam tử này nói như vậy Di Phạm cười to Nhìn qua mấy người ở đây Rồi lên nhìn Lý Tiểu Mạng một chút Cuối cùng nhìn thẳng vào nam tử này Nói <laughs> Được Nếu người đã nói như vậy rồi Ta đương nhiên không thể lùi bước được rồi Tinh Phong dùng tinh thần lực rèn luyện thể phách Một khi đạt đến cảnh giới thường kiều Thường thể sẽ mạnh mẽ vô cùng Người này chắc chắn có chỗ dựa Nên mới tự tin như vậy Người này chỉ tầm 27-28 tuổi Vóc người cao gầy Cánh tay rất dài Nhất là cái đôi lòng bàn tay so với người thường còn to hơn, giống y như là một cái quạt nhỏ vậy. Da của gã thì lấp lánh, giống như có ánh sao ngưng tụ trên người. Cái đôi bàn tay to lớn trông như bạch ngọc trong suốt, không chỉ mềm mại mà có vẻ như không xương. Những tu sĩ bị dịp hàm đánh nát vũ khí, đá bay vào trong những bụi cây ở bên cạnh, lúc này vô cùng hưng phấn. Tu sĩ có cảnh giới thường kiều đỉnh phong thì cao cao tại thượng hơn bọn hắn nhiều lắm, không cách nào suy đoán ra được. Nhưng sư huynh nhất định phải giấu huấn hắn ta Bằng không thì hắn thật sự cho rằng tinh phong của chúng ta không có người Huynh cho hắn biết thế nào là trời cao đất dày đi Sư huynh, huynh là tu sĩ cảnh giới thần kiều đỉnh phong Tùy thời có thể bước vào cảnh giới bỉ ngạn rồi Cũng không nên xuất thủ quá ác đâu Mà nếu lỡ tay đập hắn thành cái bánh thịt thì cũng là không phải Mà phải cẩn thận trấn dở động mạch ở tay của hắn là được rồi Sau đó để lại tính mạng cho hắn Chúng đệ rất muốn nhìn thấy tình cảnh của hắn khi đó đó Bọn họ dường như đã thấy cảnh tượng thi thảm Diệp Hàm bị đánh đứt gân gãy xương, băng tay vỡ vụn, Tuy không phải là do chính mình động thủ, nhưng cũng hả hê vô cùng. Dương sư huynh khẽ mỉm cười, không hề nói cái gì cả mà nhanh chân đi về phía trước. Vóc người của gã cao gầy, so với người thường còn cao hơn hai cái đầu, nhìn thấy Diệp Hàm chỉ là một thiếu niên chừng 14 tuổi, nói: "Thật ra ngươi cũng rất tuyệt vời, thân thể thật sự rất mạnh mẽ, nếu như bây giờ nhận tội ta cũng không làm khó ngươi, dù sao mọi người đều là đệ tử của Thái Huyền môn, cúi đầu không gặp thì ngẩng đầu sẽ thấy thôi." Diệp Hàm gật đầu, nói: Ừ, cũng phải. Chiếc phong về tinh phong ở gần nhau như vậy, nếu như mà ta không cẩn thận đánh nát ngươi thì đúng là khó nói rồi. Cái tên giao hỏa này quá cuồng vọng rồi, lại dám nói lời như vậy với Dương Sư Huynh, thật sự là muốn chết mà. Dương Sư Huynh không cần kiên kỳ gì mà đập nát người hắn đi, đệ tử tinh phong của chúng ta chưa có người nào dám khinh nhận như vậy. Lý Tiểu Mạng tiến lên nói với Diệp Phạm. Ngươi không phải là đối thủ của Dương Sư Huynh đâu, mau tiến lên nhận tội đi. Cơ tử Nguyệt thì lại cười đến mức vô cùng sáng lạng, vỗ tay, nói. Nhanh đi, mau đánh đi, ta đợi không kịp nữa rồi. Diệp Phạm nhìn Lý Tiểu Mạng một chút, không hề nói cái gì cả, rất bình tĩnh bước về phía trước hai bước. Lý Sư Mụi, Mụi cũng thấy rồi đó nha, đành phải xin lỗi Mụi thôi, hắn đã như vậy rồi thì ta đã không còn cách nào khác cả rồi. Dương Sư Huynh trên mặt nở nụ cười chăm biếm, Diệp Phạm đi tới trước mặt của gã, nói Bao quyền có phải hơi quá nhiều hay không vậy? Ta cảm thấy một quyền thôi là có thể hoàn toàn tiêu diệt ngươi rồi. Dương Sư Huynh cũng không nổi giận, trên mặt nở một nụ cười, nói Ngươi đã tự tin như vậy, á, vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi, đánh một quyền thôi Cho ngươi tu dưỡng trên giường mấy năm, nằm đó mà nghĩ lại xem làm một đệ tử khiêm tốn như thế nào Dương Sư Huynh, đánh chết bà hắn đi Những tên đệ tử ở phía sau không nhịn được nữa mà nói Được, ta cũng muốn cho hắn biết, tinh phong không thể để cho người khác khinh nhận Dương Sư Huynh vương bàn tay phải, mềm yếu như bạch ngọc, quát Tỉnh dưỡng trên giường mấy năm đi cánh tay của gã rất dài lập tức đập tới gần bàn tay hoàn toàn trong suốt có thể thấy rõ mạch máu và xương cốt thần lực đang lưu chuyển hình thành một cái màu vàng ống trên ngọc trưởng này cương phong chấn động tất cả các cây cối ở xung quanh đều chấn động đất đá rung động ầm ầm giống như hình thành một bức tường đang đổ xuống ý muốn đè bẹp diệp phàm diệp phàm ung dung vô cùng hắn chỉ tùy tiện phất tay về phía trước trên bàn tay không có chút thường lực nào cả, trông đơn giản như đang đập một con mũi vậy. Tất cả đệ tử tinh phong ở phía sau đều nở nụ cười. Hành động khinh địch như vậy thì quả thực là quá đáng chết. Không ít người đã vỗ tay, cảm thấy chẳng có thú vị gì để xem nữa rồi. Chỉ có nam tử áo trắng kia thì nhíu mày, quát khẽ, nói Dương sư huynh cẩn thận! Thế nhưng tất cả đều chậm, bàn tay dịp hàm trong nháy mắt đã biến thành màu vàng kim, giống như được đúc thành từ tinh kim, vô cùng thần dị, căn bản là không giống như một bàn tay bằng thịt rực rỡ người người khiến cho người ta hoa mắt. Bàn tay màu vàng kim và bàn tay trong suốt đụng vào nhau, đầu tiên chỉ có một tiếng ầm, sau đó có tiếng xương gãy vang lên. Bọn đệ tử phía sau vỗ tay hoang hôn nhiệt liệt, nhưng mà bọn họ chỉ vẻn vẹn cười được có tí xíu thì thanh âm chợt im bặt lại. Những lời cổ vũ họ treo bị nuốt ngược trở vào, bởi vì kết quả làm cho bọn chúng khiếp sợ, đây không phải là tiếng xương cốt vỡ vụn từ trên người Diệp Phàm mà là từ trên bóng dáng cao gậy của Dương Sư Huynh kia. Lúc này tất cả mọi người đều trợn mắt cứng lưỡi, thấy một cảnh tượng vô cùng khó tin. Những y phục, vật thể trên người Dương Sư Huynh lập tức hóa thành tro bụi. Thân thể của gã trong suốt, đây là sự biểu hiện khi tu luyện tới một cảnh giới nhất định của đệ tử tinh phong. Ở thân thể gần như trong suốt kia, xương cốt trắng giữa tuyết, không ngừng vỡ nứt, bắt đầu lan ra từ bàn tay, sau đó tỏa ra mọi hướng, trông giống như là một vết trạng như búa gõ. Tiếp theo vết trạng lan đến cổ, sau đó xông đến bộ ngực, sau đó tăng tốc lao xuống phía dưới. Trên hai chân đều xuất hiện những đường vân nhỏ như cái mạng nhện, lít nhà lít nhít, kéo dài tới đầu ngón chân mới dừng lại. Cuối cùng là xương cột sống và xương cổ, tất cả đều vỡ vụn. Đây là một loại cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Thường thể trong suốt có thể nhìn thấy xương cốt bên trong đang vỡ vụn, âm thanh không ngừng vang lên, mỗi một chi tiết nhỏ đều được mọi người tận mắt nhìn thấy không ít người bị cả kinh hóa đá tại chỗ có cảm giác như đang nghẹt thở diệp phàm ung dung lùi về phía sau sau đó thở ra một hơi không khí chấn động dương sư huynh ngã ngửa đầu về đằng sau trong miệng phát ra tiếng kêu thảm giờ khắc này xương cốt toàn thân của gã đều đã hoàn toàn vỡ nứt ngã chổng vó lên trời đồng thời thân hình biến dạng vì xương cốt không thể nào chống đỡ được thân thể nữa kết quả này đã kìm hãm mọi người vì ngay cả một tên tu sĩ cảnh giới thường kiều lại bị người ta một tác đập nát xương cốt toàn thân chỉ tưởng tượng thôi cũng làm cho người ta có cảm giác sợ hãi rồi có một nữ tu sĩ ở phía sau vọt lên dùng thần quan bao trùm lên thân thể của gã không để cho thân thể của gã ngã vào trong bụi bặm nếu không như vậy thì thân thể này của gã sẽ hoàn toàn bị phế bỏ cho dù là như vậy nàng cũng khẩn trương vô cùng vì nàng rất sợ cái đầu kia biến hình cho nên nàng phải cẩn thận khống chế từng ly từng tí một chuyện này Tại sao lại như vậy Không có ai có thể bảo trì trấn tĩnh Loại chứng lực này quá thực làm cho người kinh hãi Đánh tu sĩ cảnh giới thần kiều Mà như đánh một người rơm Mấy tên tu sĩ lúc nãy bị Diệp Phạm đánh bay Lại càng cảm thấy sợ hãi Nhưng vật cỡ này thì đâu còn phải là người thường nữa Giết bọn hắn chỉ như lấy đồ trong túi mà thôi Thân thể thật đáng sợ mà, tinh phong ta lấy tinh quan luyện thể, bản thân cực độ mạnh mẽ, hắn làm sao có khả năng chấn dở toàn xương cốt của dân sư huynh được chứ? Một trưởng ghi ẩn chưa lực lượng đến cỡ nào, sợ rằng có thể so với tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn. Dịp Phạm lặng lặng đứng ở nơi đó, trông hắn chỉ tầm 13-14 tuổi, dung mạo rất thanh tú mà thôi, thậm chí còn có chút non nớt nữa. Có cảm giác hắn vô cùng hồn nhiên, điều này lại càng làm cho người khác sợ hãi. Tất cả đệ tử tinh phong đều có một luồng hàng khí chạy dọc sống lưng. Đây quả thực là một manh thú hình người. Hơn nữa còn là cái loại dị thú trong truyền thuyết, thần lực khiếp người. Lý Tiểu Mạng suy nghĩ xuất thần, cho dù như thế nào cũng không nghĩ ra được. dịp Hàm chỉ một cái phẩy tay đã phế đi dương sư huynh, mà dường như hắn không dùng hết sức nữa. Trông như một đoạn tùy ý mà thôi. Điều này làm cho nàng không thể bình tĩnh được, có cảm giác như không thể nào tin vào sự thật trước mắt lúc này nếu như nói ai bình tĩnh nhất thì đương nhiên phải là cơ tử nguyệt rồi nàng cười hì hì rồi nói <laughs> thật không có ý tứ mà tin đại gia hỏa này chẳng lẽ là một tờ giấy hay sao một đoàn cũng không chịu được lời này vừa nói ra không ít người trợn mắt nhìn nàng viên sư huynh học nghệ không tin cho nên không trách người khác được các ngươi đều lùi về phía sau đi nam tử áo trắng đứng sau vốn hờ hững nhưng bây giờ cũng đã lên tiếng nói trừ cơ tử nguyệt ở ngoài thì gã là người bình tĩnh nhất. Gã nhìn về phía Diệp Hàm, nói Ngươi đã nhiều lần gã thương đệ tử tin phong ta, quả nhiên là có chút bản lĩnh, bọn họ bị như vậy đúng là không oan. Nè, ngươi ở trên giường cẩn thận tỉnh dưỡng mấy năm nha, nghĩ lại một chút, để xem làm sao mới có thể là một đệ tử khiêm tốn của Thái Huyền Môn. Diệp Hàm nói với Dương Sư Huynh như vậy, sau đó mới xoay người lại, nhìn về phía nam tử áo trắng. Người này tuổi tác cũng không lớn, chỉ khoảng hơn 20 tuổi, mày kiếm mắt sáng, rất lộ ai phong, áo trắng dày trắng không dính hạt bụi nào trong đôi mắt có tinh quang đang lưu chuyển để xem một người khi bái thầy đã có sẵn tài nghệ như ngươi đã tu luyện được loại huyền pháp nào nam tử áo trắng bình tĩnh mở miệng hỏi đại đạo tự nhiên dịp hàm thuận miệng nói khi đệ tử áo trắng của tinh phong tiến lên trong lòng những đệ tử khác mới có thể bình tĩnh bắt đầu tới tắp mở miệng cái gì? Đại đạo tự nhiên của Chuyến Phong là một loại truyền thừa mới khai mở không lâu, căn bản không thể nào có phương pháp như vậy. Loại lực lượng kia giống như vực sâu biển lớn vậy, so với đại đạo tự nhiên khác nhau một trời một vực. Trong lòng bọn họ đang có ủy khuất, có lửa giận đang cuộn trào. Hôm nay nhiều lần bị áp chế, đúng là đang có cảm giác như là làm mất mặt của tinh phong Nghi không muốn nói thì ta cũng không hỏi nữa. Nam tử áo trắng rất hờ hững, nói Ta với ngươi thử tay xem, ngươi thân là một tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn mà cũng có ý như vậy sao? Cơ tử Nguyệt tiến lên, miệng nhỏ hơi cong lên, lộ ra một hàm răng trắng bóng, nói Ngươi tại sao không đi tìm cường giả cảnh giới đạo cung mà tỷ thiết? Hắn có thể một chưởng phế đi tu sĩ cảnh giới thần kiều đỉnh phong, tại với hắn so tay cũng không tính là khi dễ hắn mà. Hả? Nói thật dễ nghe, hắn chỉ có thể chất mạnh mẽ mà thôi. Người thân là tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn, có thể thi triển thần thuật, hắn làm sao có thể so đấu với người được? Cư tử Nguyệt nhíu mày hỏi Khi hắn xuất ra một chưởng đập phế dương sư huynh Thì kết quả đã phải như vậy rồi Không có cách nào thay đổi cả Nam tử áo trắng tâm tình không có ba động bao nhiêu Lạnh lùng nói Muốn sống thì dập đầu bồi tội trước mặt dương sư huynh Sau đó tự chấn nát xương cốt toàn thân Bằng không thì ta sẽ tự mình xuất thủ Đôi chân của ta ngay cả lão thiên còn chưa được quỳ Hắn nhận nổi sao? Các người có nhận nổi hay không đây? Dì phàm nhìn nam tử áo trắng, nói nếu đôi chân của người đã cứng như vậy Thì ta đem cắt nó đi là được rồi Nam tử áo trắng ung dung tự nhiên Giống như đang nói chuyện với một đứa bé vậy Lý Tiểu Mạng ở cách đó không xa Nhẹ nhàng bước lên nói với nam tử áo trắng Trần Phong Sư Huynh Không nên chấp nhặt với hắn Chỉ cần trách phạt một phen là được rồi Không nên gây chuyện Chuyết phong đã cuộc khởi rồi Thì cũng đừng nên làm tổn thương hòa khí của hai mặt Nam tử áo trắng Trần Phong khẽ mỉm cười hỏi <cười> vị lý sư mười cảm thấy nên trách phạt hắn như thế nào đây diệp hàm nhìn lý tiểu mạng một chút không nói gì cả trực tiếp nhanh chân tiến lên nhìn nam tử áo trắng rồi nói ngươi tưởng ta là cá nằm trên thớt hả muốn băm thế nào là băm sao vậy để ta tới thử một chút xem ngươi có thể làm nên sóng gió gì nam tử áo trắng trần phong thân sắc bình tĩnh xòe tay ra nhất thời điểm điểm tinh quang dập dần xông ra giống như đang có mấy ngôi sao trong lòng bàn tay của gã gã nhìn về phía diệp hàm nói ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng tự chấn nát toàn thân xương cốt dập đầu tả tội bằng không thì khi ta tự mình động thủ người sống hay chết thì còn chưa biết được đâu đừng nên làm ra vẻ cao cao tại thượng như vậy ngươi có nghĩ tới là ngươi sẽ chết hay không vậy diệp hàm rất bình tĩnh nói chân của ngươi ta sẽ cắt đứt đầu của ngươi ta sẽ đạp lên thanh âm của diệp hàm cũng không cao nhưng cũng làm cho toàn bộ đệ tử tinh phong biến sắc trần phong rất có hy vọng trong lòng bọn chúng vì gã chính là tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn Thường ngày không có ai dám nói lời như vậy Mạnh miệng thiệt Không sợ bị chém cho bay đầu hay sao vậy Muốn chém đứt chân của Trần Sư Huynh hả Thì ngươi hãy tu luyện thêm 100 năm nữa đi Đệ tử tinh phong nhiều lần bị áp chế Trong lòng vô cùng ủy khuất Lúc này lại bị Diệp Hàm dùng mấy câu nói kích lửa giận Của bọn họ bùng lên Bọn họ rất muốn Diệp Hàm bị trấn áp Trần Phong Sư Huynh là nhân vật cỡ nào chứ Muốn giết cái tên đó dễ như trở bàn tay thôi trong mắt của Trần Phong sư huynh, đó, hắn chẳng qua chỉ là một loại gà đất chó sành mà thôi. Trần Phong toàn thân áo trắng, sạch sẽ như tuyết, cả người không dính một hạt bụi, không nhiễm tục khí, trông có vẻ vô cùng suốt trần, giống như đi ra từ một thế ngoại tịnh thổ, rất có phong thái của một đệ tử kiệt xuất. Hắn càng thêm lạnh lùng, nhưng lại càng tỏ ra ung dung, cười nhạt một tiếng rồi nói. <laughs> Tuổi trẻ vô tri, thái độ khinh cuồng, không biết tự lượng sức. Ta đã cho ngươi một cơ hội, nhưng đáng tiếc ngươi lại không nắm giữ được. Nếu đã như vậy, ta sẽ tự tay cắt đứt xương cốt toàn thân của ngươi. Lúc này Diệp Phạm xúc một cái khối cự thạch ngàn cân về phía của Trần Phong. Hắn rất không ưa dáng vẻ cao cao tại thượng của đối phương. Trần Phong nhẹ nhàng phức tay một cái, bạch y tung bay, ống tay áo đảo qua, khối cự thạch ngàn cân nhất thời hóa thành bột mịn, rơi rụng lã tả. Thiếu mau hai, cẩn thận một chút. Cơ tử Nguyệt ở trong bóng tối truyền âm, nói. Hắn là tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn Muốn đánh bại hắn chỉ có thể dựa vào thân thể cường đại của ngươi Cố gắng áp sát hắn thì mới có cơ hội Sở đấu thần lực Đối kháng pháp thuật Phần thắng của Diệp Phạm quá nhỏ Chỉ có cách áp sát dựa vào thân thể cường đại Như siêu việt linh bảo Thì mới có cơ hội đánh trọng thương đối phương được Phải biết trước đây không lâu Khi đối mặt tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn của cơ gia là cơ hà Hắn cũng dùng cách này để thủ thắng Diệp Phạm chuyển động thân thể Nhanh nhẹn như gió Mỗi bước lưu lại một cái tàn ảnh, khiến cho người ta hoa mắt. Trong nháy mắt đã vọt tới. Nằm tử áo trắng nhẹ nhàng lùi về sau, hắn không phải là Dương Sư Huynh, đối với Diệp Hàm sớm đã có phòng bị, không muốn để cho bị hắn áp sát. Gã muốn dựa vào thần thuộc cường đại đánh nát bấy Diệp Hàm. Thế nhưng gã đánh quá thấp tốc độ của Diệp Hàm rồi. Không riêng gì gã, ngay cả cơ tử Nguyệt cũng giật mình, cái miệng nhỏ há hốc, bởi vì nàng đã thấy được một loại thân pháp cường đại hình như đã từng nghe qua, chứ chưa thấy bao giờ đây là cơ tử nguyệt miệng nhỏ biến thành hình chữ o nhíu nhíu mũi tự nói chẳng lẽ đây là bộ pháp của lão phong tử trong truyền thuyết lúc dịp phạm cất bước làm cho mọi người có cảm giác được đạo pháp tự nhiên lưu chuyển giống như nước chảy mây trôi vô cùng tự nhiên như bóng người đi mà không để lại dấu vết nằm tự áo trắng di chuyển rất nhanh giống như là một ngôi sao chổi nhanh tới cực điểm chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh nhưng mà dịp phạm lại theo sát phía sau như hình với bóng đuổi tới hắn nhất định phải bám dính lấy đối phương, tiến hành áp sát đối phương. Nếu không như vậy thì tình thế sẽ vô cùng bất lợi với hắn. Dù sao thì hai người cũng cách biệt một cảnh giới. Hắn không ngừng áp sát vào nam tử áo trắng, cũng chính là muốn sáng tạo ra cơ hội cho mình. Trước mắt, hắn không thể nào từ bỏ mục tiêu này được. Đạo vận dưới chân lưu chuyển, trực tiếp đuổi theo. Tất cả mọi người ở xung quanh đều giật mình, trần phong cường đại thế nào cơ chứ? Là tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn, hành động nhanh như điện, nhưng lại bị dịp hàm đuổi theo sát nút, không cách nào chạy thoát được. Điều đó đã nói rõ cái loại bộ pháp này vô cùng thần bí. Trừng Phong bị Diệp Phạm cuốn lấy như vậy, gã cũng cảm thấy bất ngờ. Động tác của đối phương quá nhanh, nhanh đến mức gã không thể nào thoát khỏi sự đeo bám này được. Gã đã tu luyện tới cảnh giới này, có thể nói là lực tay thành mây, ngược tay thành mưa, có thượng thông không thể tưởng tượng được. Trong nháy mắt của tinh quang lưu chuyển, vô hạn ngôi sao đang tỏa sáng. Xoàn xoạt, trong mắt của Trần Phong có tinh quang lưu chuyển, hai đạo quan huy bắn ra, còn sắc bén hơn so với lưỡi kiếm lắp đánh chói mắt đâm thẳng tới diệp phàm cho dù là vàng đá mà đối mặt với hai đạo quang huy này cũng bị vỡ nát chứ đừng nói gì tới thân thể bằng huyết nhục thế nhưng thân sắc của diệp phàm rất bình thản tay trái như đau trong nháy mắt nhẹ nhàng vung lên hai âm thanh chấn động vang lên hai đạo tinh quang lập tức nổ tung sau đó tan biến trên không trung hư không đang rung rẩy nắm tay màu vàng của diệp hàm trực tiếp đấm về phía trước giống như cơn giận của lôi thần làm cho người xung quanh cảm giác nghẹt thở trừng phong bạch y tung bay tinh quang bao bọc thân thể đôi mắt thâm thúy vô cùng trước người của gã có một đạo ánh sáng ngưng tụ ngăn cách gã cùng dịp hàm nhưng mà nắm tay màu vàng của dịp hàm quá bá đạo lực lượng mạnh mẽ giống như một ngọn núi đập xuống đập vào cái màn ánh sáng ngưng tụ ngăn cách đó ba động khủng bố làm cho người ở xung quanh đều không đứng thẳng được răng rắc màn ánh sáng vỡ vụn ra tại chỗ không thể nào ngăn trở được hóa thành từng đạo từng đạo lưu quang biến mất ở không trung nắm tay màu vàng của diệp hàm như có hoàng kim thần hỏa đang bao phủ làm cho hư không cũng phải chấn động trần phong rốt cuộc cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ của thân thể diệp hàm không khỏi biến sắc thân ảnh tựa như mộng như ảo không ngừng né tránh bên trong khổ hải có một đạo lưu quang bắn ra đây là một cái ngọc bàn vô cùng thần bí nhanh chóng phồng to lên giống như một mặt trời trên mặt có khảm rất nhiều viên ngọc châu kỳ dị giống như trăng sao nhật nguyệt đang lấp lánh treo lơ lửng giữa không trung gắn vào phía dưới dịp phàm chú thích ngọc bàn là cái miếng ngọc hình tròn như là một cái bộ đoàn của đạo sĩ tăng ni hay ngồi tiếp tục xoan xoạt kiếm khí xung thiên mây sao tràn ngập cái ngọc bàn này vô cùng thần dị trong phút chốc làm cho bầu trời đen kịch màn đêm buông xuống mỗi một viên trân châu đều tỏa ra ánh sáng hóa thành từng đạo lưỡi kiếm đâm xuống đây chính là một màn mưa kiếm trong bầu trời đen kịch, trân châu chói mắt, ngọc bàn bóng loáng làm cho bầu trời chấn động, giết tới dịp phàm. Giống như hoàng chuông đại lữ đang chấn động. Những tiếng ông ông vang ra tận xa xăm làm cho tay của mọi người ông ông không ngớt. Chẳng biết từ lúc nào trong tay dịp hàm có thêm một cái tấm biển đồng to lớn. Trên mặt có khắc bốn chữ cổ đại lôi âm tự dơ lên trên trời ngăn cản toàn bộ cơn mưa kiếm tấm biển động như núi trầm trọng vô cùng đập thẳng vào cái ngọc bàn. Giống như thức sắc lưu ly bị đánh tan, từng khối từng khối ngọc thạch vỡ vụng rơi xuống, từng viên trân châu kỳ dị đang nhảy nhót, cái linh bảo này đã hoàn toàn tan vỡ. Bạch y trần phong nhanh như gió cuốn nhưng vẫn không thể kéo dài khoảng cách được. Ở phía sau có một cổ năng lượng cường đại đang chấn động, giống như là một cái hỏa lò thật lớn đang không ngừng thiêu đốt ở phía sau lưng, hoàn toàn bao phủ lên người của gã. Ngươi cho rằng thân thể của ngươi mạnh mẽ tới vậy sao? Trừng Phong bị Diệp Phạm đuổi sát, nhất thời lửa giận bốc lên, đường đường là một tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn mà lại bị đuổi đánh tới như vậy. Tinh hà thập nhị kiếm! Gã khẽ quát một tiếng, toàn thân có 12 đạo kiếm quang vọt lên như đâm thủng bầu trời, phá nát địa ngục. 12 đạo tinh hà chảy rít lên, từng đạo đều hóa thành một thanh cửa kiếm chém thẳng xuống thân thể của Diệp Phạm tu sĩ tinh phong lấy ánh sao luyện thể vô cùng coi trọng việc tu luyện thân thể khi đạt đến cảnh giới thần kiều thì thể chất của bọn họ đã bắt đầu lột xác vô cùng mạnh mẽ còn cảnh giới bỉ ngạn thì lại càng mạnh mẽ hơn có thể dẫn động thần quang của tinh hà nhập thể mỗi ngày đều tích tụ lực lượng trong cơ thể sẽ xuất hiện vô tận tinh quang có thể ngưng tụ thành kiếm không gì không phá được kiếm quang chấn động 12 đạo tinh hà do một lượng lớn tinh quang ngưng tụ thành làm chấn động không gian bốn phía nhưng mà chuyện khiến cho người ta khiếp sợ đã xảy ra diệp hàm thu hồi cái tấm biển động đại lôi âm tự lại huy động nắm tay màu vàng kim đấm liên tiếp mấy quyền ra ngoài hư không vặn vẹo giống như là một không gian không ổn định mà cái nắm tay màu vàng kim chính là nguồn gốc của sự náo động lực lượng khủng bố khiến cho người ta hoảng sợ tinh hà cuồn cuộn bị đánh tan ba quyền của diệp hàm đã đập nát vô số tinh hà ánh sao rơi rụng đầy trời lại liên tiếp chính quyền tiếp theo nắm tay màu vàng kim như một siêu việt linh bảo thân thể chính là vũ khí mạnh mẽ nhất không gì cản nổi chính quyền qua đi 12 đạo tinh hà hoàn toàn tan biến hóa thành điểm điểm lưu quang nhanh chóng biến mất ở giữa không trung trần phong thân thể nhất thời chấn động Gã đối với thân thể Diệp hàm càng thêm kiên kỵ, luân hải chấn động. Gã liên tiếp tế xuất ra ba cái vũ khí cường đại. Vân Liên là do Ngọc tuỷ tế luyện thành, tinh quang sáng lạn giống như bạch ngọc, phiêu phù trên không trung, giống như một đóa mây hoa thần thánh tinh khiết. Tinh thuẫn giống như một bầu trời được khắc đầy trăng sao, giống như một bức tường ngọc thạch đang áp xuống. Nguyệt nhận, nhu hòa như ánh trăng, huyền ảo như đêm rằm, vầng trăng trảm xuống, sát khí trùng thiên, Toàn bộ đệ tử tinh phong ở phía sau đều hít một hơi khí lạnh. Đây chính là những chiêu sát thủ của Trần Phong, ba loại vũ khí khủng bố phối hợp rất ít người có thể chống đối nổi. Vân liền vắt ngang trên bầu trời như muốn đem dịp phạm vây kính. Tinh thuẫn cùng nguyệt nhận giống như những ngôi sao, vầng trăng đang rụng xuống. Bầu trời cũng chấn động vô cùng, bao phủ dịp phạm ở bên trong. Đây đúng là một trong những sát thuật cường đại. Dịp phạm rốt cuộn cũng bị ngăn cản lại, bị vô tận tinh quang và ánh trăng bao trùm, vân liền thánh thiết khóa ngang lưng trần phong dù sao cũng là cường giả có cảnh giới bỉ ngạn thực lực của gã thì không ai có thể nghi ngờ sau khi thoát khỏi đeo bám thì gã vọt lên trời cao tất cả đệ tử tinh phong ở phía sau đều cười cười sung sướng bọn họ vô cùng tin tưởng vào trần phong <laughs> dù cho thân thể của hắn có mạnh mẽ hơn nữa thì có thể mạnh mẽ hơn linh bảo hay sao để ta xem hắn làm sao tránh thoát được kiếp này ta đã nói từ sớm rồi trần phong sư huynh giết hắn như ngừng nát một con gà đất chó sành mà thôi Lấy trứng chọi đá không biết trời cao đất rộng Kết cục này đã được dự đoán từ lâu rồi Đột nhiên có âm thanh trầm nặng phát sinh Ánh sáng trăng sao đột nhiên sụp đổ Vô tận tinh quang vọt lên Cái tinh thuẫn bị dịp hàm một quyền đánh xuyên qua Mái tóc của hắn đang bay múa thường quan trấn áp người khác Lại là một quyền tung ra Nguyệt nhận bị bẻ gãy Ánh trăng tàn hết một trong những mảnh vỡ chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ rơi xuống dưới đất. Rằng rắc, Diệp Phàm hai tay vẫy vẫy, vương liên đứt đoạn thành từng khúc, hào quang thánh khiết biến mất, đám mây thượng thánh này đã bị diệt vong. tinh Phong đệ tử trừng mắt cứng lưỡi, Lý Tiểu Mạng cũng lộ ra vẻ khó mà tin nổi, ba tầng pháp bảo cường đại đều không thể trấn áp được Diệp Phàm mà lại bị đánh nát, thân thể như vậy khiến cho người khác không thể nào tin nổi. Trừng Phong ở giữa bầu trời vô cùng đau lòng, Ba pháp bảo này gã đã, đã tí luyện nhiều năm, sớm đã có linh tính rồi, nhưng mà chỉ trong một ngày hôm nay thôi lại hoàn toàn biến mất. Đây quả thực là manh thú hình người trong truyền thuyết rồi. Đây có còn là thân thể hay không vậy? Quả thực là chính là một thứ báo vật á. Rất nhiều người đều hít một hơi khí lạnh. Tất cả cũng nên kết thúc rồi. Trừng phong lạnh lùng như băng, đứng ở trên trời cao, toàn thân phóng ra vô số ánh sao, giống như một Bạch Y tinh quân. Tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn có rất nhiều thần thông và pháp thuật. Nếu như chỉ đối phó với một tu sĩ chỉ có thân thể mạnh mẽ, thì phải nói là thủ đoạn vô tận. Ngươi tưởng ngươi là ai? Cho rằng mình là một vị thần đứng ở trên trời cao hay sao vậy? Diệp Phạm đột nhiên phóng lên cao, lần thứ hai áp sát gã. Lý Tiểu Mạng thức kinh. Nàng trăm triệu lần cũng không ngờ Diệp Phạm có thể phi hành. Rõ ràng đối phương có thể phi hành thì tối thiểu cũng phải trên cảnh giới mệnh tuyền. Rõ ràng hắn không chỉ có thân thể mạnh mẽ trong lòng nàng bốn bị dậy sống khó mà có thể bình tĩnh lại được. Trần Phong đầu tiên là cả kinh nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Gã căn cứ vào sự ba động của thần lực thì đối phương nhiều lắm cũng chỉ là tu sĩ có cảnh giới thần kiều mà thôi. Chỉ là một con đêm đớm mà lại dám tranh sáng với Nhật Nguyệt hả? Gã xòe bàn tay ra, tinh quang rơi xuống như một dòng thủy ngân đổ ra, trông thì nhu hòa nhưng nặng tựa vạn cân. Gã muốn dùng thần lực vô tận áp chế bao vây dịp phàm dịp phàm cất bước trong hư không bộ pháp vô cùng thần bí mỗi một bước hạ xuống đều làm cho người ta có cảm giác như là được đạo pháp tự nhiên đang lưu chuyển thuần thục uyển chuyển tránh thoát khỏi tinh quang ở phía dưới cơ tử nguyệt che cái miệng nhỏ lại thì thầm nói cái tên này có rất nhiều bí mật mà bộ pháp này dường như là bộ pháp của lão phong tử trong truyền thuyết lúc này ngay cả trần phong cũng biến sắc loại bộ pháp này đối với gã cô uy hiếp nhất định rất là ảo diệu. Diệp Hàm như mây di động, như gió lướt qua, chợt trái chợt phải, làm cho người ta không thể nhận biết được hình bóng. Loại bộ pháp này xác thực huyền ảo vô cùng. Hắn đã nghiền ngẫm hơn một năm mới chỉ chớm bước vào con đường đúng của nó mà thôi. Lúc trước mỗi bước chân của lão phong tử kia đều bỏ lại vô số núi sông, rất hợp với danh hiệu xúc địa thành thốn. So với người khác phi hành còn nhanh hơn gấp mấy chục lần, đã để lại trong lòng Diệp phàm một ấn tượng vô cùng sâu đậm. Lát nhắc lại cho mọi người nhớ nha, thì cái lão phong tử này là cái lão già dạ điên mà Diệp Phạm đã từng gặp ở trong thái cổ cấm địa. Rồi, tiếp tục. Đạo văn do lão phong tử lưu lại vô cùng phức tạp. Diệp Phạm chỉ mới nghiên cứu được một bộ phận dễ hiểu nhất mà thôi, chứ chưa phải lĩnh ngộ hoàn toàn. Tinh quang vô hạn! Bạch y trần phong quát khẽ, gã vung tay phải lên, một đạo tinh hà xuất ra. Lúc đầu chỉ như một dòng tế lưu nhưng rất nhanh chóng bao phủ toàn bộ bầu trời, cho dù Diệp Phạm có trốn tới chỗ nào đi chăng nữa Thì cũng có tinh quang bao phủ Diệp Phạm lật bàn tay Tự động bác quay kính hiện ra Tụ tập vô hạn thường quang Giống như ánh mặt trời sáng rực Chiếu về phía trần phong Ánh sáng rực rỡ mạnh mẽ không gì sánh được Những chùm sáng rực rỡ đánh tan tinh quang Đây là trọng bảo cực mạnh của khương gia trưởng lão Là một linh vật hiếm thấy Bảo vật cường đại như vậy làm cho Trần Phong cả kinh, gã nhanh chóng lùi lại phía sau. Ở xa xa cơ tử nguyệt cười khẽ Nói Nếu như bị hắn cuốn lấy Thì đúng là sắp có trò hay để xem rồi Đột nhiên cơ tử nguyệt ngừng cười Thân sắc đột nhiên biến đổi Nói Hư không thuộc Thân thể dịp phàm gần như tiêu thức Hóa thành một làn khối đen di chuyển về phía trước Chỉ trong chớp mắt đã hiện lên Ở trước mặt của Trần Phong vung tay tác một cái Cơ tử nguyệt thực sự là kinh sợ lúc đầu thì Di phàm biểu diễn ra một bộ pháp kỳ diệu bây giờ lại tiếp tục thi triển đại hư không thuật trong cổ kinh của cơ gia đây là một đại bí thuật được ghi chép trong hư không cổ kinh khi tu luyện đến mức cảnh giới tận cùng có thể xuyên qua hư không có khả năng quỷ thần khó lường ta chỉ giết cho hắn một đoạn hắn mà thôi không có tâm pháp cường đại làm trụ cột thì hắn không có cách nào thi triển ra được cả người này nhất định có tiên điển để tu luyện chắc chắn nó không yếu hơn hư không cổ kinh trên bầu trời, Trần Phong trong lòng chấn kinh suốt nữa bị Diệp Hàm bắn trúng, rất nhanh né tránh sang một bên. Trận chiến trên hư không làm cho băng tan đá vỡ, Diệp Hàm không có truy kích. Thế nhưng bên cạnh Trần Phong lại xuất hiện một khắc sắc đại thủ, mang thầu uy áp phu thiên cái địa đập xuống. Hả? hư không đại thủ ấn tàn thức. Cư tử Nguyệt kêu lên kinh sợ, lẩm bẩm, nói hắn nhất định đã tu luyện qua một bộ cổ kinh nào đó rồi, nếu không thì không có cách nào thi triển hư không đại thủ ấn được. Trường Phong tuy rằng né tránh rất nhanh, nhưng mà cánh tay trái vẫn bị vũ trúng, gừng cốt nát bấy, cánh tay nhẹ nhàng rơi xuống. Hắc sắc đại thủ đã tiêu tán đi trên bầu trời, nhưng lại làm cho vô số người kinh sợ. Trường Phong thì sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh không ngừng hiện lên trên trán. Xa xa toàn bộ đệ tử tinh phong đều chấn kinh, Trần Phong cường đại như vậy nhưng từ lúc khai chiến cho tới bây giờ chưa bao giờ chiếm được thượng phong một chút nào. Ngược lại còn bị người ta đánh gãy cánh tay trái. Điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn rốt cuộc có lai lịch gì? Tại sao lại có nhiều thủ đoạn như vậy chứ? Điều này sao có thể chứ? Trần Phong Sư Huynh lại không phải là đối thủ của hắn hả? À? Cánh tay trái lại bị đánh gãy rồi. Cơ tử Nguyệt nắm chặt hai tay, cảm thấy trên người Diệp Phạm có rất nhiều bí mật, không đơn giản như nhìn bề ngoài bạch y Trừng phong lãnh đạm quát một tiếng từ trong khổ hải lao ra một cái đạo tinh hà bắn về phía cánh tay trái của mình cánh tay trái của gã rung động sau đó bay lên dùng tinh quang tẩy rửa cuối cùng đã được nối lại thương thế của tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn được hồi phục rất nhanh đó là loại bí thuật nào trần phong lần đầu tiên lộ ra vẻ ngưng trọng hắc sắc đại thủ ấn quá thần bí đến tận lúc này trong lòng của gã vẫn còn bất an dịp hàm trong lòng cũng rất giật mình hư không đại thủ ấn vô cùng bá đạo có lực công kích cường đại đáng tiếc là hắn chỉ nắm giữ được tàn thức không thể có được toàn bộ nếu nói một cách chính xác thì trang đạo kinh lưu lại phương pháp tu luyện luân hải là cơ sở và căn bản của lực lượng chỉ là nó không có phương pháp công kích cường đại cũng không có bí thuật gì cả ngươi không phải là muốn đánh gãy xương cốt toàn thân của ta sao có thủ đoạn gì cứ thi triển ra đây ngươi cho rằng chỉ nắm giữ vài loại bí pháp thì có thể là đối thủ của ta hay sao thần lực của ngươi vẫn còn kém xa trần phong sắc mặt biến đổi thành lãnh đạm há miệng phun ra một ngụm thanh khí tinh quang trên người sáng rực có tám ngôi sao hiện ra bảy ngôi sao to như cái đầu người phiêu phụ trong không trung như những mặt trời nhỏ đang chiếu sáng rực rỡ sau đó hóa thành một đạo lưu quang bay về bốn phương tám hướng chỉ trong giây lát bầu trời đã tối sầm lại những ngôi sao trên nền trời cũng hiện ra gã lấy thần lực cường đại của mình phong tỏa bầu trời thiết lập thiên địa tù lung muốn giam giữ diệp phàm tới chết chú thích thiên địa tù lung là nhà tù bằng trời đất hãy cho ta mượn thần lực của bắt đầu tinh quân trần phong hét lớn trên bầu trời bảy ngôi sao lớn không phải là bắt đổ thức tinh mà là gã tu luyện qua nhiều năm mới ngưng tụ được bắt đổ tinh quang mà thôi có người nói tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn rất cường đại có thể mượn lực lượng của thân thức tinh hiện lên trên không trung, hình thành một cái loại võ khí cường đại nhất. Thiên su thần kiếm! Trần Phong hét lớn, trong bắt đổ thức tinh, thiên su tinh sáng rực vô cùng, hình thành một đạo kiếm khí hướng về phi diệp phàm mà chém tới. Thiên bang thần kiếm! Thiên bang tinh vô cùng sáng lạng, quang huy chói mắt, ngưng tụ thành kiếm chém tới diệp phàm. Thiên cơ thần kiếm! Đạo Kim Quang thứ ba bay xuống, giống như là một đạo thiểm điện cắt ngang qua trời. Trên bầu trời, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Dư Quang, Thiên Cơ, Thiên Bang, Thiên Xu, bắt đổ thức tinh phóng ra những tia sáng kỳ dị, phóng xuất ra quang huy rực rỡ lóa mắt, ngưng tụ thành bảy thanh thần kiếm chém ngang dọc trên bầu trời. Trần Phong đã coi dị phàm là kinh địch, không bảo lưu một chút lực lượng nào nữa, lạnh lùng, nói Ta đã nói muốn đánh nát toàn thân xương cốt của ngươi, đương nhiên sẽ làm được Diệp phạm chân đạp bộ pháp thần bí không ngừng tránh né những kiếm quan này xác thực rất sắc bén hắn không muốn chân chính va chạm làm cái gì Diệp phạm lại một lần nữa sử dụng hư không đại thủ ấn một bàn tay đen to lớn trên bầu trời chụp về phía của trần phong lúc này trần phong đã sớm có sự chuẩn bị ngay lập tức nhảy sang một bên mà tránh né hắc sắc đại thủ ấn thấu phát ba động năng lượng làm cho tim người khác đập nhanh hơn chậm rãi tiêu tán trên bầu trời hư không đại thủ ấn đúng là có uy lực tuyệt luân thế nhưng lại có một sơ hở trí mạng, đó là tốc độ thi triển không nhanh. Huống hồ đây chỉ là tàn thức, không hoàn thiện, không thể sử dụng làm một kích trí mạng được. <laughs> Cần thủ đoạn gì nữa thì cứ thi triển ra đây đi. Trần Phong cười nhạt, dịp phàm tả sung hữu đột, thế nhưng bắt đầu thức tin Thủy chung vẫn cứ treo ở đầu của hắn, không ngừng phóng suốt kim quang mà chém xuống. Diệp phàm xông lên phía trên, trực tiếp huy động cái nắm tay màu vàng đấm về phía trước. Hắn muốn đấm tan bảy ngôi sao này, trên thân thể của hắn có huyền quang bao phủ, bảo hộ thân thể của hắn. Đối phương có thần lực vô cùng cường đại, thực sự có thể áp chế hắn. Chỉ kém một đại cảnh giới, nhưng đó là sự khác nhau một trời một vực. Trường Phong thi triển thủ đoạn mạnh mẽ, Diệp Hàm không có khả năng chống lại. Diệp Hàm không ngừng vận chuyển huyền pháp, hắn tế xuất ra một chút vạn vật mẫu khí để cản lại một chút uy áp cường đại. Cuối cùng hắn phá vỡ thần lực cấm cố, xông lên trời cao, đi tới trước bắt đầu thức tinh, nắm tay màu vàng tung ra, hư không vỡ vụn rồi sụp đổ trong phương diện cận chiến hắn có tự tin rất lớn một quyền đắm ra đánh nát thiên su tinh quan huy nhất thời bay tứ tán diệp phàm liên tục huy động nắm tay vạn vật mẫu khí ở bên ngoài thân thể cứ lóe lên sáu ngôi sao khác trên bầu trời cũng bị hắn đắm nát trần phong thất kinh gã là tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn có thần lực cường đại vô cùng theo lý thuyết thì gã có thể dễ dàng áp chế diệp phàm thế nhưng lúc này lại xảy ra chuyện dị thường như vậy đối phương có thể đấm nát bảy ngôi sao bản mạng của gã làm cho gã vô cùng bất an người này còn là người nữa không vậy hắn có thể đánh nát toàn bộ bảy ngôi sao bản mạng của trần phong sư huynh chiến lược phải cường đại tới mức nào ngay cả là cường giả bỉ ngạn cũng không thể làm như vậy được đâu tất cả đệ tử tinh phong đều vô cùng chứng kinh nghi hoặc không hiểu chuyện gì đang xảy ra thân thể diệp phàm vô cùng cường đại hơn nữa còn có vạn vật mẫu khí bảo hộ toàn thân quả thực là không gì không phá nổi không gì có thể cản trở Tấm thân của ta là bất diệt, những ngôi sao bản mạng của ta cũng là bất diệt, ngươi cho rằng có thể đánh nát được nó hay sao? Trừng phong quát khẽ, bắt đổ thức tin lần thứ hai xuất hiện trên bầu trời. Ta sẽ đánh nát luôn cả ngươi! Dịp Phạm đương nhiên phải liều mạng, kém một đại cảnh giới thì cho dù hắn có nhiều bí thuật cũng phải cố hết sức mới được. Thức tình hóa sinh, phòng khóa thời không! Trừng phong hét lớn, bắt đổ thức tinh hóa thành bảy đạo chùm sáng, vây dịp phàm vào giữa, ngôi sao lóng lánh giống như là có một biển sao rơi xuống phong ấn diệp hàm vào bên trong bắt đổ thức tinh hóa thành vô số ngôi sao nơi đó trở thành một bầu trời sáng lạn tuy rằng đây không phải là những ngôi sao thực nhưng tất cả đều do tinh quang ngưng tụ mà thành nhiệm vụ của nó chỉ là phong ứng tu sĩ cảnh giới thần kiều việc đó quá dư thừa thần lực cường đại giống như một ngọn núi lớn muốn nghiền nát diệp hàm thành bột mịn tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn thường lực quá cường đại nếu mà cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn hắn sẽ bị biến thành bụi phấn mất thôi di phạm cũng không có kinh hoảng bởi vì hắn có sự tin cậy rất lớn vào vạn vật mẫu khí đây chính là chỗ dựa để cho hắn chống lại với tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn tuy rằng hắn không có cách nào điều khiển vạn vật mẫu khí thế nhưng tất cả những tinh quang vô tận đều bị biến mất bên ngoài thân thể không tổn thương tới hắn một chút nào nếu như ta có thể tế luyện thành công đỉnh Hoặc là dùng dạng vật mẫu khí tế luyện thành công thân thể Khi đó sẽ không còn bị động như thế này nữa Từ khi chiến đấu thế này hắn chỉ toàn bị động chịu đòn Chứ chưa thể chủ động tấn công mình Loại vô thượng bí thuật trong truyền thuyết này Mặc dù tham ảo tối nghĩa Nhưng cũng không dài dòng Hoàn toàn có thể cùng đạo kinh tương dung một chỗ Vì vậy phải cố gắng vận dụng mấy trăm lần để dung hợp với nhau Lúc Diệp Hàm bị phong ấn, thời gian trôi qua, Tất cả các đệ tử tinh phong đều im lặng đứng nhìn Diệp Phạm. Trần Phong toàn thân quang mang đại thịnh, bạch y sáng rực, trông gã giống như là một tinh quân không nhiễm khí tức phàm tục đứng ở trên bầu trời. Chính là lúc này. Diệp Phạm trong lòng kích động, sau khi hắn vận chuyển vô thượng bí thuật mấy trăm lần, cuối cùng cũng có thể thành công. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình có một chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Đệ thăng rất nhanh, cuối cùng cũng có thể đạt tới cảnh giới bỉ ngạn. Chiến lược gấp 10, hóa ra là chiến lược gấp 10. Hắn có cảm giác chuyện này như một giấc mộng, loại vô thượng bí thuật này rất khó có thể vận dụng, thế nhưng khi vận dụng nó lại là bảo vật vô cùng quý giá. Đây là một loại biến hóa khó có thể tưởng tượng, trong nháy mắt làm cho chiến lược của bản thân để thăng gấp 10 lần. Chuyện này không thể dùng đạo lý mà giải thích được, bởi đây là một biến hóa vô cùng kỳ diệu. Diệp Phạm một quyền đấm ra, tất cả những ngôi sao trên bầu trời đều tan nát, tốc độ đề thăng tăng gấp 10 lần. Hắn một bước bước tới thì có cảm giác như mình đã đạt tới trình độ bộ pháp của lão phong tử trước đây. Trừng phong không có cách nào để né tránh, bị một quyền đánh bay, xương cốt trong thân thể vang lên liên tục, thoáng cái đã gãy hơn 10 cái xương. Tình quang lóng lánh, thần lực của gã tán loạn, mất đi sức chiến đấu. Đồng thời trong lúc đó, Diệp Phạm cảm giác thân thể trống rỗng, chiến lực cường đại như thủy triều rút đi, hoàn toàn biến mất như chưa từng xảy ra. Đây là một loại cảm giác rất quái dị, trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong nhưng chỉ một giây sau thôi nó lại hoàn toàn biến mất trở về nguyên thủy dù thượng bí thuật này tuyệt đối là vô giá mà trong lòng diệp phàm không thể nào bình tĩnh được bởi vì bí thuật này còn quý giá hơn so với hư không cổ kinh nữa trời, ơi điều này sao có thể chứ trần phong sư huynh lại bị đánh bại rồi vì sao lại vậy chứ không thể chuyển cái bí pháp gì đó có thể đánh vỡ tăng vô tận ngôi sao trên bầu trời một quyền đám bay trần phong sư huynh Tất cả đệ tử tinh phong đều ngơ ngác sững sờ, khó có thể tiếp nhận được sự thực này. Lý Tiểu Mạng là người chứng kinh nhất, trong lòng bốn bị sống dậy, nàng có cảm giác chuyện này như đang ở trong mộng. Bây giờ mà giết ngươi chỉ là một cái phức tay mà thôi, tuy rằng ngươi đã lớn tiếng tuyên bố muốn đánh nát xương cốt toàn thân của ta, nhưng mà ta không thèm giết ngươi đâu. Diệp Phạm đi về phía trước, ném Trần Phong vào trong đám bụi cây. Lúc này Trần Phong toàn thân dính đầy bụi đất, mái tóc chỉ còn lại hơn nữa, sắc mặt tái nhợt, nhưng mà gã vẫn không có cách nào tiếp thu được sự thực này nhưng bởi vì thân thể không thể nào nhúc nhích được nên đành phải chịu hey, như thế nào thì trong lòng ta rất rõ ràng tinh phong từ trước đến nay độc tung, nhưng mà cũng không được phép áp bức người khác hy vọng các ngươi sau này tự giải quyết cho tốt đi sau khi chiến thắng cường giả có cảnh giới bỉ ngạn trong lòng diệp phàm đột nhiên trở nên bình tĩnh những xao động trước đây đều hoàn toàn biến mất lúc này tinh phong đã có rất nhiều người bay tới chỗ này đi mau lên có tu sĩ cảnh giới siêu diệt bĩ ngạn xuất hiện cơ tử nguyệt tiến lên kéo dịp hàm phóng lên cao đúng lúc này tư duyết phong đột nhiên vọt tới một đạo thần hồng kéo dài qua rất nhiều ngọn núi như một chiếc cầu nối dài hơn 10 dặm lý nhược ngu đứng ở trên thần hồng đón lấy hai người dịp hàm từ trên mặt đất làm cho mọi người ở đây hít vào một hơi khí lạnh pháp lực tới mức này thì cường đại như thế nào hóa thân thành thần hồng kéo dài hơn 10 ngọn núi loại thủ đoạn này chỉ nghe thôi cũng rợn cả người ở khoảng không phía xa xa, những lão nhân đang bay tới đột nhiên dừng lại, chắp tay, nói Lý Sư Huynh, chúng ta không có ác ý Ta biết rồi Lý Nhật Ngu chỉ nói có ba chữ như vậy Đạo Thần Hồng lại xuyên qua hơn 10 ngọn núi, mang ba người trở lại trên đỉnh Chuyết Phong Lý Sư Huynh đúng là không giống như trước nữa rồi Tao còn ngồi còn cảm thấy hắn có thể so sánh với thượng cổ đại năng nữa Mấy trưởng lão của tinh phong nói nhỏ, Cơ tử Nguyệt âm thầm liếu lưỡi, nàng có cảm giác Lý Nhật Ngu này vô cùng bí hiểm, so với những người nổi tiếng trong cơ gia thì còn thần bí hơn. Đệ tử tinh phong cũng chỉ tới như vậy mà thôi. Cơ tử Nguyệt đôi mắt to liếc xéo, cố ý khởi đầu câu chuyện. Đệ tử kiệt xuất nhất của tinh phong các ngươi còn chưa thấy đâu. Tuy rằng không thể so sánh với đông quan thần thể, nhưng mà với trình độ của các ngươi hiện nay thì không trông lại được đâu. Lý Nhật Ngu nói, Cuối cùng cơ tử nguyệt chỉ đành chu cái mỏ ra, đi về căn nhà nhỏ của mình. Chờ đến lúc này, Diệp Hàm mới hướng Lý Nhược Ngu thỉnh giáo, nói Ta dựng chuyển mấy trăm lần mới có thể vận dụng vô thượng bí thuật. Tiền bối có biện pháp nào khác để làm tỷ lệ này lớn hơn không vậy? Nếu cảnh giới được đề cao thì tỷ lệ cũng theo đó mà tăng lên. Trừ cách đó ra chứ còn một cách, đó là tìm được một số vô thượng bí thuật khác. Tu luyện thành công thì có khả năng đề cao tỷ lệ hơn vì Phạm trong lòng chứng kinh dựa theo lời của Lý Nhật Ngu, cửu bí sở dĩ được xưng là vô thượng bí thuật, đó là bởi vì nó vô cùng bất phàm. Nếu như cửu bí có thể hợp nhất, chưa cần nói tới sức mạnh của tám loại bí thuật khác to lớn, mà chỉ riêng bí thuật của Chuyết Phong có thể tu luyện thành đại viên mãn, thì lúc nào cũng có thể thành công. Chuyện này làm cho người ta khó mà tin được nha. Đúng vậy, nó quá mức thần kỳ. Lý Nhật Ngu cũng gật đầu, nói có lẽ cũng bởi vì nó thần kỳ như vậy Cho nên trời cao mới không cho phép nó hợp nhất Làm cho cuốn sách này bị thất lạc đi bốn phương tám hướng đâu mà Là người phương nào tới trước phong của ta Tại sao không ra đây gặp mặt Đúng lúc này Lý Nhật Ngu đột nhiên mở miệng Thế nhưng xung quanh hoàn toàn im ắng, Không có bất luận âm thanh và động tĩnh gì dị thường Trên tuyết phong không có bất cứ thân ảnh nào xa lạ Chỉ có hơn 10 đệ tử mới nhận Đang ở giữa sườn núi dựng nhà gỗ bọn họ dường như không nghe thấy thanh âm của Lý Nhược Ngu. Kim sắc tiểu hồ ở mi tâm của Diệp Hàm nhảy lên một cái, Thân thức cường đại biến hóa, quét về mọi hướng. hắn cảm giác được một cổ khí tức kỳ dị, nhưng không có cách nào nói chính xác được, cũng không thể xác định được nó có phải là người hay là không. Lý Nhược Ngu sắc mặt bình tĩnh, đứng ở đỉnh chuyết phong, không có bất cứ động tác gì. Toàn bộ cây cỏ xung quanh đột nhiên trở nên tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Hóa ra là cường giáo cơ cha đại hư không thuộc danh bất hư truyền lẽ có thể xuyên qua hư không mà bước đi quả thực là gian dội cổ kim không hổ là châu thượng bí thuật mà lý nhật Ngô ngẩng đầu nhìn dường như có thể nhìn xuyên qua hư không mà trúng vào mục tiêu ngay dưới chân của lão có một cây dây leo đột nhiên lớn lên xanh mướt vô cùng trên cây còn có hai nụ hoa bắn ra hai luồng sáng trong suốt trong nháy mắt cây dây leo không ngừng sinh trưởng lớn lên rất nhanh, cứng cáp như cầu lông vọt tới trên cao. Hoa lồi đón gió, hoa biển trong suốt sáng ngời, sinh huy sáng lạng, phong tỏa một khoảng hư không, biến chúng thành một cái bầu trời đầy hoa. Chú thích cầu lông là sừng rồng. Tiếp tục. Đây là đại đạo tự nhiên, hoa biển đại biểu cho sự vĩnh hằng có thể phong tỏa một không gian. Chiếc phong nhất mạch quả nhiên bất phạm, chẳng lẽ là lại xuất hiện một vị đại năng thứ hai hay sao? Trong hư không có một lão nhân đang cất bước, thân hình đứng ở trong biển hoa giữa không trung. Hết tập 28 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lachadio.